Mến chào các bạn nha. Hôm nay thì mình đi ra vườn mình hái ớt hiểm á. Cái ớt này là ớt chim ỉa đó các bạn. Người ta kêu là vậy á, mà ăn rất là ngon nha. Nè các bạn coi, nó tự mọc thôi. Cây ớt cả đùng luôn á các bạn. Trái xài đầy hết á, mà không ai hái hết á. Mình cho các bạn coi gần cây ớt nè. Nè, mình hái một đón rồi ha, mà nó trái nè. Trái nó nhiều nè. Cái này nó tự là giống như là tự mọc thôi các bạn. Rồi mình thấy nhiều quá, mỗi lần mình về quê á, rồi mình hái, mình để mình cho hàng xóm của mình thôi. Hôm nay thì mình ra mình thấy cái ớt này nó quá trời nhiều đi, nên mình lấy cái nón mình đứng mình hái luôn. Và nó nắng muốn bể cái đầu mình luôn, nhưng mà mình vẫn đứng hái để mình tặng cho mọi người thôi. Mình cái gì mình cho được thì mình cứ cho nha các bạn. Các bạn nào thích mình thì các bạn ủng hộ kênh của mình thì mình cũng sẽ cho lại các bạn thôi. Đó, các bạn thấy không? Nè, tự mọc luôn nha các bạn. Ăn cái ớt này nó thơm lắm nha các bạn, nó cay thơm nhiều lắm. Đó. Đi ra quê á, ra ngoài sau vườn nhà mình thấy đừng lo hái ớt chút, trời ơi gió nó mát lắm các bạn ơi. Ngoài quê nè, mình đem một rổ này luôn để mình đựng rau muống đó các bạn. Rồi mình đi ra sau mình hái thêm rau muống nha bạn, ở khúc sau ngoài này nè. Rồi mình ra tới cái ruộng rau muống, mình mong rau muống rồi đó. Khi mình về quê á, là mình lên lại á, đây là cái gỗ ớt mình hái được nè các bạn. Đó, gỗ ớt mình hái cho các bạn thấy đó. Rồi đây là một xề rau muống nè các bạn thấy không, và rau muống nè, rau muống đồng nè các bạn, nó ngon, nó non trong luôn nè các bạn, vượt vượt luôn. Rồi hái cóc nè các bạn, cóc ở dưới quê á đó, các bạn thấy hiền không, cóc nè. Đó, thu hoạch của mình ở dưới quê rồi mình đem lên trên thành phố Cao Lãnh á, bắt đầu mình chia nha, mình phân chia. Còn cái này là cái chế bí đao á các bạn,
Em gái mình nó trồng, em gái mình đất nó cũng nhiều lắm, nó trồng đủ thứ cho, mỗi lần nó nghe mình về là nó đem qua nó cho mình nè. Trái bí đao nhà nó trồng rồi bầu bầu nè các bạn, bầu nè, nó cho mình một sề bầu luôn nha các bạn, một sề bầu luôn. Rồi bây giờ thì đây là cái cây bạc hà. Bạc hà thì mình sẽ cắt, mình cắt khúc 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 ra rồi mình bó lại các bạn. Nhà mình trồng đó các bạn, mình bó lên mình cho hàng xóm của mình. Rồi rau muống cũng vậy, mình chia cho mọi người mớ mớ gì đó. Các bạn thấy bạc hà hết biết không? Ở đây đồ nó rẻ lắm. Bạc hà này á, bạc hà này các bạn biết nhiêu một ký không? Có 3.000 ký à. Nên mình hái lên mình cho hàng xóm của mình đó các bạn. Đó. Coi nó bự luôn các bạn. Coi nó bự luôn. Nè. Bánh vinh luôn. Không có phân thuốc gì trên mà nó hết vậy. Mình chia từng phần gì đó rồi cái mình đem chia cho hàng xóm rồi. Tại một bó này mình bó nhiều dữ lắm luôn, mình bó chặt lắm. Nè các bạn nhìn cọng rau muống nè, rau muống này ha các bạn nấu canh ha, làm gỏi cũng được nữa, hoặc là làm dưa, làm dưa thì ăn cả tháng 2 tháng cũng được. Đây nè, cái này nó có rau muống trắng nữa, cái này rau muống nó to hơn mình trắng nữa. Đó, các bạn thấy thích không? Mỗi lần về quê là vậy đó các bạn. Nào về quê là đó, thu hoạch đó các bạn thấy khủng không? Rồi, bây giờ mình sẽ đi chia từng phần hết nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem và nhớ đăng ký kênh nha. Mình cũng sẽ tặng quà cho các bạn đây. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Quá trời.